Lâm Hiền Pháp, 2. Võ Trúc Huỳnh, 3. Phan Thị Lý Nhi, 4. Hàn Thái Bảo. Thank you.
Trong thi đấu đối kháng, đầu tiên tấn công hiệu quả được mấy điểm? Rồi đòn tay tấn công hiệu quả được mấy điểm? Rồi đòn đánh hiệu quả được 3 điểm? Rồi Hải Nhiêu trang phục quy định khi thi hội chính quyền gồm cái gì? Bộ phục màu gì? Màu trắng không? Trang phục màu gì? Rồi trên ngực áo thì cái gì? Rồi giày nếu cứng hay mềm? Số 1, số 3 nếu hết nội dung các em có thể về chỗ. Các em thi cấp 9 chuẩn bị. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng có đôi lời nhắn nhủ đối với các em. Bây giờ chào tất cả các em. Quay lại thì
được mời đến để dự khán cái cuộc thi của tất cả em để lên đài. Thì giống như thầy Tiến vừa xét sơ bộ thì rõ ràng chúng ta tập võ là để khỏe, trước tiên là để khỏe. Để làm gì các em? Khỏe để làm gì? Để học, học để là có kiến thức sau này giúp ích cho gia đình và xã hội. Như vậy là tất cả các động tác, thân pháp, cước pháp, thủ pháp của các em thì thầy Tiến đã nói, thì chúng ta thấy là các em chậm chậm lại, quýt cho nó kỹ, cho nó cẩn thận. Chúng ta đánh quyền giống như là chúng ta muốn làm được lên thi thì phải đánh rõ ràng, và nắm đấm phải mạnh, có lực. Ra bộ pháp thì phải đứng cho vững, chứ mà chúng ta đá mà chúng ta đứng còn không vững nữa thì làm sao? Thì hôm nay thấy như vậy thì đây là cái bước đầu, cái bước đầu của đơn vị trường Hùng Vương đã là thực hiện được cái tổ chức được cái lớp võ như thế này thì cũng rất là đáng mừng. Thì dù chúng ta là đang ở bước đàn tiến bộ thì chúng ta sẽ cố gắng, và tụi con phải tập nhiều nữa ngoài ở trên lớp là quý thầy đó giảng dạy, thì về nhà mình phải luyện thêm chứ không phải là bấy nhiêu là đủ rồi. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta tập võ như vậy là giỏi, chúng ta hãy lúc nào chúng ta vẫn còn dở để chúng ta tiến lên, được không? Cố gắng trong thời gian sau thì tiếp lần sau chúng ta giỏi hơn ngày hôm nay, tốt hơn ngày hôm nay. Rồi tất cả vỗ tay. Rồi và bây giờ mấy em là nhỏ xây mặt ở đây ha, chụp hình lưu niệm đó, mấy em lớn đứng sau hơn này chụp chung với mấy thầy nè, ha, nhỏ đứng trước đó, mấy em lớn chụp vô đây nè, mấy em lớn chụp ba. Cái này nhìn nè, chào các bạn nghe buổi lễ nên nó kết thúc rồi.